Xin chào bạn các thính giả thân mến Ngày hôm nay phiên Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Giữa hè, hứa tư tuệ nhìn trận mưa rào tầm tã Đập bùm bụp ở trên mặt đất Hay là đập vào trong lòng của cô Cô có một chút khó chịu Ba phút trước, nói đến cũng trách cô Thế nào cũng phải lên diễn đàn, lướt cho hết thời gian Sau đó đã thấy sang dịch hàm Đăng một bài viết mới một giờ trước kia Đàn anh cố, lớp 12 ba đẹp trai quá đi, mình muốn ra tay. về dưới ồn ào một mảnh, trong lòng của cô bất an đến cực điểm, cho đến khi nổ mạnh. Rầm một tiếng vang lớn, làm cho chút suy ý nghĩ cuối cùng của cô về cố một nghiên bùng đổ. Cô nghĩ chính mình cũng thật là thất bại. Đến dũng khí thích thầm một người cũng không có. Nghĩ lại mà xem, đây là tính tình thích lại gì cơ chứ. Đến lời nói cũng chẳng nói được mấy câu. Cô thích Nhưng cũng chỉ là tình cờ Cặp cỡ lén nhìn một cái Khi nhàn rỗi cả đầu óc đều nhớ đến Cùng với ba chữ Cố mộ niên chi chít trong vở Cũng không có gì khác cả Giang dịch hàm thì không giống vậy So sánh với hứa tư tuệ Thì cô ấy giống như một tiểu nữ vương Tính cách thì nhiệt liệt Nghĩ gì nói nấy Cách cô ấy theo đuổi của một người Cũng có hai loại kết quả Sau khi đắc thủ thì đáng người ta Còn cách khác chính là giống như là thuốc cao bôi ở trên da chó dính vào đối phương cho đến khi người ta đồng ý mới thôi tính cách của giang dịch hàm thế nào đi thế nào hứa tử tuệ cũng không để ý cô để ý chính là cố mộ nghiên sẽ nghĩ như thế nào anh có thể cũng sẽ bị mắc câu giống như nam sinh khác hay không chứ bên kia chỗ mặt ở tiệm nét cố mộ nghiên đứng dựng người vào tường đầu ngón tay cầm một điếu thuốc trời mưa dần xám xịt trong mông lung vì đại ca này càng ngày càng nhìn Là muốn để người ta phạm tội Lâm Khanh Trạch đứng ở trên cầu thang đối diện với anh Trong lòng chắc chắc Còn phải là anh cố không? Nhìn xem khí chất này đi Anh à, tiểu nữ vương lớp 11 bốn Giang Dịch Hàm Anh đã từng nghe qua chưa? Chưa Tâm tình của anh trai này không thoát lắm Lâm Khanh Trạch vừa nghe thấy vậy Thì thực sự không đứng yên được Hai ba bước Nhai tư trên cầu thang xuống rồi đi đến bên cạnh cố mộ nhân Không phải Anh chưa từng nghe qua sao Người ta chính là tiểu nữ vương Là tiên nhân đó Lớp 11 A4 Cô gái nhỏ kia Cũng có phải là ở lớp đó hay không nhỉ Cút Quay đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ Hà dại ở phên dưới tầng đang nở rộ Suy nghĩ của anh cũng bay tha theo nó Đó là tuần bao nhiêu Cũng không nhớ rõ nữa Chỉ nhớ được thời tiết hôm đó rất tốt sau khi tan tiết thể dục Anh đến quầy bán quả vặt mua nước Rồi sau đó liền nhìn thấy một nhà đầu nhỏ Mặt đầy quẫn bách khuôn mặt đỏ lên giống như một quả cà chua Cố mộ nghiên Dùng vài giây để phân tích tình thế Rồi sau đó liền đưa ra kết luận Cô gái nhỏ này chắc là quên mang theo tiền Thận tay liền đưa cho cô một đồng tiền Cô gái nhỏ kia là hứa tư tuệ Buổi chiều ngày hôm sau Anh đến trường học muộn xa xa liền nhìn thấy có bóng người đang đứng ở cửa của cô dạy học đã vào tiết tự học còn có người đứng ở cửa lắc lư cũng là lá gan đổ lớn đi vừa đến gần nhìn là đàn em ngày hôm qua hứa tự tuệ vừa nhìn thấy là đàn anh đến thì liền vội vang đi qua trả tiền cô đứng ở cô dạy học lớp 12 chờ đến giữa chùa sợ rằng sẽ bỏ lỡ suy nghĩ quay về tự nhiên anh cảm thấy bực bội Giật tắt thuốc rồi quay đầu rời đi. Lưu lại một mình Lâm Khanh Trạch khó hiểu đứng tại chỗ. Có lẽ đối với Cố Mộ Nhiên mà nói điều này cũng không tính là cái gì. Thậm chí quay đầu là quên là một chuyện đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Nhưng lại thật sự làm ấm áp cô gái nhỏ tinh tế mẫn cảm kia. Sau đó Cố Mộ Nhiên từ trong miệng của người khác biết được hứa từ thủy ở lớp 14. Hứa từ thủy nghe được Cố Mộ Nhiên thiên kiều chi tử của lớp 123. Đúng rồi, người như anh, ở trên người mang theo ánh sáng sinh ra đã có. Làm sao chỉ có một mình cô thích anh được? Mà tính cách không có gì để khen của cô. Làm sao có thể hấp dẫn được một người loa mắt như vậy? Tệ tệ à, mau ra ăn cơm đi. Phòng khách truyền đến tiếng gọi của mẹ hứa. Dạ vâng ạ. À. Hứa tự tuệ, buông cuốn sổ nhật ký trong tay xuống, Rơi nhét nó vào trong ngăn kéo trong bóng đêm chữ ở trên trang cuối làm người khó có thể nhìn rõ bởi vì chủ nhân của nó đã xóa nó đi dường như xóa đi là có thể dập được mùi lửa trong lòng của mình nếu như không có bất ngờ gì xảy ra mà nói thì chuyện cô yêu thầm sẽ giống như phần lớn người khác quả là rồi trong thanh xuân của mình cũng sẽ không có ngoài ý muốn Vừa tư tuệ nghĩ thầm ngày hôm sau là thứ hai học sinh ngoại trú vài đến trường sớm hơn một chút. Đúng là 7 giờ 50 phút phải tập hợp ở sân thể dục để trao quốc kỳ. Hứa tờ thuệ sau khi ăn xong cơm sáng trở về phòng thay đồng phục. Sau khi ăn mặc trình tê xuống dưới tầng, đến nhà xa xa tìm xe đạp của mình, để một mình đạp xe đi học. Cô đến lớp thì vừa đúng là 7 giờ 40 phút. Ở trong lớp cũng chỉ có rải rác là vài người. Nhìn thấy cô đến thì cũng không có phản ứng gì nhiều cả tiếp tục nói chuyện mình còn chờ nói xong nhà đầu hứa tư tuệ này sống rất là nội tâm mà không thậm chí có thể nói là thâm trầm thật sự không thích nói chuyện đương nhiên là giới hạn trong những người không thân tôi chỉ giao nói cô mắc chứng là ngại giao tiếp mà kệ là chứng gì nhân diện không quá tốt là được rồi bạn im lặng với người khác người khác cũng sẽ tự nhiên im lặng với bạn bạn học hứa vì vậy mà thay đổi rất nhiều muốn để mình làm mờ lòng ra một chút, nhưng mà hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ. Lấy sách bài tập của mình ra, cũng giống như bình thường định làm vai đề toán học. Tiếng nói truyền đến từ phía sau. Ai, nghe nói chưa? Người dễ thuyết lần này chính là cố mộ niên đó. Em gái A nói. Đúng vậy, thật sự là có duyên phận quá mà. Hà mà mà, cậu cần phải nắm chắc cơ hội này nha. Chị gái B nói. Ba ngày, chỉ cần ba ngày mình không theo đuổi được thì mời tất cả mọi người đi uống trà sữa. Tiêu nữ vương kiêu ngạo nói. Hứa Tư tuệ lúc nghe được cái tên kia thì đã dừng lại. Đại não dừng vận chuyển. Bút nước sạch qua một đường thật dài trên tờ giấy trắng. Ba ngày. Có niềm tin như vậy sao? Mười phút sau, các lớp xếp hàng ở hành lang đi đến sân thể dục. Vốn là sân thể dục không lớn, tràn đầy các nhóm. Càng trở nên bé hơn. Pháp sáng hiện tại của hứa tư tuệ không coi là cao gầy bởi vậy cô đứng thứ ba trong nhóm nữ Kéo cờ, hát quốc ca Hiệu trưởng đề các tổ Trường diễn khoa diễn thuyết Tiếp theo mời đại biểu Của lớp 12A3 Của một niên lên đài diễn thuyết Tiếng nói thanh thúy của MC Dường như sẵn sắt hứa tư tuệ Đang trong cõi thần tiên quay về Đúng rồi, chính là anh Hứa tư tuệ nhìn cố một niên ở trên đài Ánh nắng sáng sớm Dường như bọc thêm một tầng sáng cho anh anh giờ phút này, mặt mày nhu hòa, tóc ở trên trán tinh tế, lời nhấp rũ xuống ở phía trước mắt. Anh là gió vô tình, rồi lại cố tình dẫn lũ đến bất ngờ. Tiếng nói sạch sẽ rõ ràng, làm người nghe đều rất hưởng thụ. Chào mọi người, tôi là Cố Mộ Nhiên, để bắt đầu. Lấy cảm ơn mọi người để kết thúc. Tâm tình nhanh chóng bay lên cao. Hứa tự tuệ cảm thấy mình, hiện tại giống như màn thầu trăng nõn trong lòng hấp lập tức sẽ chín. Bên tai vang lên tiếng vỗ tay thì mới trì đột mà vỗ tay theo. Không biết là ảo giác hay là gì, cô nhìn thấy Cố Mộ Nhiên, nhiều có nhiều không, lướt mắt nhìn về phía cô một cái. Vừa rồi quá mức khẩn trương, chỉ lo né tránh tầm mắt, cũng không biết anh có phải đang nhìn cô hay không. Ai ra, sao biết như vậy thì không né rồi. Nghi lễ kéo cờ kết thúc, các lớp đi về theo trình tự. Hứa ừ, tự tuệ không lập tức về lớp Mà đi dạo ở nhà vệ sinh nữ nửa ngày Sợ rằng dịch hàm sẽ có độc tĩnh gì lớn Cô đã quên mình Ngày hôm qua viết ở trên Cũng không hề cảm thấy Cách làm hiện tại của mình Có kỳ quái mâu thuẫn gì hay không chê chốc lát sau Giang dịch hàm Đưa một nhóm các chị em của cô ấy đến Đứng thành một hàng chắn ở cửa Của nhà vệ sinh nam Em gái ai nói Này cô ta thấy cố một nhân đi vào Vừa tư thuệ cảm thấy đây Không phải là bá vương hệ thượng cung Lại càng không thể nói là tỏ tình Mà đây con mẹ nó Chính là muốn đánh trận đi Lâm Khanh Trạch vừa ra khỏi nhà vệ sinh Đã thấy một trận này Trong lòng không khỏi chật 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 Đồng tình nhìn về phía của cố mộ niên Người phía sau không có biểu tình đi qua Anh trai Anh thật là dũng mãnh Lâm Khanh Trạch yên lặng nói thêm trong lòng Cố mộ niên đứng đối diện Với sang Dịch Hàm không tự cao tự đại Không áp bức Nói thẳng trực tiếp vào trọng điểm Nếu em muốn nói chuyện yêu đương Tôi kén nghị em thay người khác Người bên cạnh tôi đây Thích em đã ba năm Giang dịch hàm Không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy Cả người đều kinh ngạc Sau đó giống như cặp quỷ Mà nhìn về phía Lâm Khanh Trạch Lâm Khanh Trạch ngơ ngác Anh cố, cố ra à Nếu không phải như vậy Làm sao cố một nhiên hôm nay Lại chủ động đi với anh đến nhà vệ sinh như vậy còn ở chỗ này mà chờ anh ấy chứ cố mộ niên thấy biểu tình giống như ăn phải tấn đồ vật không thể miêu tả của lâm khanh trạch tiểu nhân trong nội tâm tức khắc nhảy múa đúng là chuyện nhỏ làm cậu giả vờ với tôi này tôi để cậu nhìn xem cái gì là ép buộc nghiêm túc hứa tự tuệ nhất thời không nhịn được mà bật cười thân thể cũng lộ ra một chút ở phía sau cột không ai chú ý đến sau cột xuất hiện đồng phục màu trắng viền đen nhưng mắt cổ cố một nhân nhìn thấy rõ anh đưa mắt nhìn đồng hồ thời gian lớp 11 sớm hơn lớp 12 hai là 5 phút hiện tại cũng đã đến giờ học rồi chuyện gì xảy ra với nhà đầu này vậy là đến đây để xem náo nhiệt sao chuông vào lớp đã vang lên rồi nên đi học thì về đi học đừng có đứng chỗ này nghe lén cũng có biết là đang nói với ai anh vẫn không đi ra ngoài Nghĩa muốn trở mặt mũi cho người ta Giáp mặt bị xé bỏ mặt nạ Rất là không tốt Mọi người đều đã sửng sốt Ai nghe lén chứ Sau đó mới phản ứng chậm rãi Mà nhìn xung quanh khắp nơi Nhưng rõ ràng đã chậm Hứa tự tuệ đã sớm che lỗ tai màu hồng Mà chạy trối chết rồi Vừa vặn đuổi được đến Trước khi giáo viên vào lớp Hứa tự tuệ thở hồng hộc Ngồi vào chỗ của mình Nghĩa lại chuyện vừa rồi vẫn không nhịn được mà ồ một tiếng. Làm sao lại có thể xấu hổ như vậy cơ chứ? Cô phát hiện chuyện này thật sự rất thần kỳ. Con người luôn làm sai, trước người mà mình đã để ý nhất. Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua. Chuông tan học vang lên. Này thầy thầy, chiều hôm nay có về nhà ăn cơm sao? Tôi chỉ sao ngồi cùng bàn, đứng ở lối đi nhỏ cất tiếng hỏi. Đúng vậy, mình về nhà. Hứa tôi thể trả lời. Thế thì đâu rồi, mình còn muốn hẹn cậu đi ăn bún đó nói xong thì qua tay mỗi chân tạo thành một cái mặt quỷ nhanh chóng nói một câu tạm biệt đã biến mất ở phía trước mắt đi đến nhà xe lấy xe của chính mình vừa đi vừa đánh giá khắp nơi muốn nhìn xem trong phạm vi mười dặm là có nhân vật mà mình muốn gặp xuất hiện hay không thế nhưng không có không có ai xuất hiện cả thôi vậy đành phải đi về nhà thôi sau khi ngồi chưa tỉnh lại hứa tư tuệ cảm thấy mình giống như bị bao phủ trong một loại cảm xúc không rõ. Sợ hãi và vô cùng bất an, tìm đập dồn dập. Anh hiện tại đang làm gì nhỉ? Giang dịch hàm đâu? Có ở bên cạnh anh hay không? Nghĩ nghĩ một chút, trong lòng của cô lại cảm thấy vô cùng ủy khuất. Cô nghĩ mình cũng có thể dũng cảm một chút, lại gần dựa vào anh một chút hay không? Không thể, sẽ không được. Không người biết, không người nghe, là tình yêu thầm kín của cô. Cô một niên lúc này đang nằm ở trên giường, nhìn chăm chăm vào chiếc điều hòa, đang hoạt động ở trên đầu mà im lặng không nói gì cả. mươi phút, Lâm Khanh Trạch yên lặng nghĩ, anh ấy rất là buồn bực. Anh trai này là làm sao vậy chứ? Cảm xúc mơ hồ, không nói thì không rõ. Miền man suy nghĩ không nói lời nào. Thật sự là rất dọa đến người ta nhan. Hai tử tử chai chai cùng ở trong phòng nằm im lặng ở trên giường. Một người muốn hiểu mình suốt cuộc nghĩ gì còn một người khác lại muốn biết rõ người còn lại là đang nghĩ gì. Ngày nóng bức ánh nắng mặt trời rất độc còn đường nhựa sắp bị đốt hòa tan. Lá cây ngô đồng ven đường cũng đều đã bị là đốt héo gặp lại. Ánh nắng mặt trời có thể đạt đến chỗ là vạn vật đều phải bốc hơi. Vừa từ tuệ đang làm bài quạt ở trên đỉnh đầu thổi phần vật trong lớp kêu lên trên một trận vì sao lại không mở điều hòa cơ chứ mình thật sự là nóng muốn chết rồi đó mình đã chết rồi cô gái nhỏ không một tiếng động mà than nhẹ một tiếng thật sự là rất nóng đó nha cài tràn bất chợt lạnh lọt vào trong tầm mắt chính là một chai nước đá mau uống đi để mà giữ lấy mạng tôi chỉ sao nửa đùa nơi ra lệnh mà cất tiếng nói hứa tử thệ vội vàng nhận nước tân mệnh nước đá vào trong cổ họng cảm giác sung sướng giống như muốn sống lại vậy Dao Dao, buổi trưa cậu đến đâu ăn cơm thế đúng rồi tệ tệ để mình nói cho cậu nghe con phố ở phía sau trường học của chúng ta kia kìa có một cửa hàng vừa mới mở ăn là vô cùng ngon nha có cơ hội mình nhất định sẽ đưa cậu đi được cả buổi chiều vừa từ tuệ đều ở trong trạng thái là mơ mơ màng màng sắp ngủ cộng thêm thời tiết nóng bức nên lúc đến tiết tự học buổi tối cô đã khó chịu đến độ là muốn luôn hết ra ngoài rồi trường học quy định tất cả học sinh tiết tự học buổi tối đều phải ăn cơm ở nhà ăn cũng không thể nào ra ngoài hứa từ tuệ và tôi chỉ sao cùng nhau gọi một phần cành là cải tạo tiếng ngồi ở giới điều hòa ở trong góc nhà ăn không hề có một tiếng động. Chỉ chốc lát sau, thì người đến bên cạnh truyền ra một loạt âm thanh. Có chuyện gì xảy ra thế hà hàm hàm? Không đi tìm anh cố của cậu hay sao? Lại là em gái A à kia. Hứa Tử tuệ, theo tiếng mà nhìn qua, tiểu nữ vương đang ghé vào trên bàn phía đối diện. Đã có thể dùng từ, yêu siêu, đêm mà hình dung, nào có nửa phần là thân thái sáng lắng của những ngày thường cơ chứ. Đừng có nói đi nữa Anh ấy căn bản chính là không để ý đến mình rồi đi Vũ khí vô lực Cô nàng cất tiếng nói ra Lẽ ra là không nên như vậy Theo tính cách bình thường của cậu Không phải là nên trực tiếp mạnh hơn hay sao Làm sao mới chỉ như vậy Mà đã từ bỏ rồi cơ chứ Thôi cậu bỏ qua đi Mình cảm thấy lòng tự trọng của mình Hoàn toàn đã ném ở chỗ của anh ấy rồi Mà thôi Có ngàn vạn người đàn ông tốt chị đây cũng sẽ không thắt cổ, chết trên thân cây của hắn ta. Thật ra vì sao đột nhiên lại không muốn theo đuổi nữa? Không phải là bởi vì anh trai kia không dễ ở chung, mà bởi vì hai người ở bên cạnh anh. Nghe nói, thích cô ấy đã ba năm rồi. Khóe miệng của hứa tư tuệ hiện tại, có thể nói là sát vai với Thái Dương. Quả thực là vô cùng cao hứng. Tôi chỉ sao nhìn theo nữ trước mặt, đột nhiên uống hết chất canh rồi sau đó lại ăn cơm trên trứng thì lâm vào trầm tư. Chuyện gì xảy ra rồi vậy chứ? Là hồi quang phản chiếu hay là nhân cách thứ hai đây? Lúc bảy tối về nhà ăn cơm cha hứa nói cho hứa tư tuệ một việc. Tuệ tuệ à, đơn vị của cha cấp cho mấy căn nhà? Ở bên xa viên mình đặt. Vốn là không định dọn đến đó nhưng lại cân nhắc đến việc là ở khu đó cách trường học của con gần hơn một chút. Con đi học cũng sẽ an toàn hơn Cho nên ngày mai Cha sẽ dọn qua đó Mẹ hứa cắp một miếng măng tre Đặt vào trong chén cho tuệ tuệ Ngày mai con tan học Mẹ sẽ đến cổng trường đón con Đưa con đến để tìm hiểu hoàn cảnh bên kia một chút nhé Dạ vâng ạ à, Vừa từ tuệ cật đầu đồ đồng ý Sau khi làm xong bài tập hứa từ tuệ lại bắt đầu Sắp xếp lại đồ vật của chính mình Họ từng trần nhà rất nhiều lần bởi vì nguyên nhân công việc của cha cô Ngôi nhà ở bây giờ Cũng chỉ mới 2 năm mà thôi Đây là cha hứa đã cố ý mua cho cô Cho nên đồ đạc cũng không tính là nhiều Hai vali cũng đã không cần thừa Đặt hết Sách ở trên kệ xuống giấy sàn nhà Vừa tư tuệ nằm lấy bên cạnh bàn Mà cất tiếng thờ phì phò Thật sự là rất nặng đó nhan Ánh mắt không ngắm nhìn Mà quét các bàn học của mình muốn nhìn xem còn có đồ vật gì hay không. Bỗng nhiên ai mắt dừng lại, ngừng ở trên nút chai ở phía sau. Nơi đó có một quyển sách, tất cả bên trong đều là đồ vật về anh. Hứa từ tuệ dừng trong chốc lát, vẫn rút vở từ kẽ hở ra, rồi bỏ vào trong vali. Khi tan học ngày hôm sau, mẹ hứa quả nhiên đứng ở cổng để chờ cô. Nhìn thấy cô ra đến nơi, thì liền vội vàng mà phất phất tay. Hứa tư tuệ đẩy xe chậm rãi đi qua Cặp sách vốn là không nhẹ Lắc qua lắc lại theo động tác của cô Là vô cùng buồn cười Cố một niên vừa lúc ở bên cạnh bồn hoa Cách chỗ cô không xa Nói chuyện với người khác Nhìn cô giống như một con chim cánh cụt nhỏ Đang chạy như bay về phía một người phụ nữ Thì không nhịn được mà cười khẽ Cái cô gái nhỏ này thật là Phương Diệt Chu ở bên cạnh Nhìn thấy nụ cười nhô hoa này của anh thì không khỏi ngẩn ra. Sau đó là nhìn theo tầm mắt của cố mộ niên. Nhìn thấy cũng chỉ là bóng dáng lưu lạnh của một đôi mẹ con. Anh đang nhìn cái gì vậy chứ? Cậu ấy không hiểu cắt tiếng hỏi. Cố mộ niên thu hồi tầm mắt, quét mắt nhìn cậu ấy một cái rồi nói. Chính là nhìn chú đó. Vâng dạy chú lại càng không hiểu. Năm phút sau, lòng canh trạch thờ hồng hộc, chạy ra từ vân trường, vừa chạy vừa ôn ào nói. Còn mẹ nó Lão tử thật sự không chịu người Giang dịch hèm Em ấy có việc gì hay không chứ Vương dịch chu đương nhiên Sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội trêu chọc nào Hiếm có một cô gái Nào khăng khăng một mực với cậu Cậu còn ở đây án giận cái rắm ấy Nói đến chỗ này Lâm Khanh Trạch nghĩ tới lời nói vừa rồi của người kia Này Lâm Khanh Trạch Không phải anh nói Anh thích em 3 năm hay sao Nghĩ vậy thì khóe miệng không nhịn được mà có rút Anh ấy thật sự chưa từng nói như vậy Là vì anh trai bên cạnh này nói Nhưng mà cố tình anh ấy còn không thể oán giận điều gì Còn mẹ nó ngay đó anh ấy không nên nắm lời mà Ba người cùng nhau trở về tiểu khu Gia viên mình đặt Cách tam trung cũng không quá xa Học sinh của khu này Đều là về nhà cùng với nhau Cố mộ niên và hai người bọn họ Không ở cùng một khu vì thế sau khi ba người vào trong tiểu khô Thì mỗi người đi về một nơi Khi đến dưới tầng của nhà mình Anh cũng không vội vã đi lên Đi lên chỗ ghế lái Sợ lưng vào ghế cho một điếu thuốc Nhìn một cột đèn đường ở trên đỉnh đầu Sáng lá cả mắt Gió đêm hè cô nóng vô cùng Không biết có con gì bay tới bay lui Trên ánh sáng trái lợi Bắt chì bắt sắc Lại nhớ đến chim quả cánh cột nhỏ sau khi tan học đưa lưng về phía của anh. Bóng dáng của cô bị không trung bao phủ toàn bộ. Lúc chạm vẳng dáng đỏ tụ lại bên nhau, thành từng màng, từng màng một cách đó không xa. Nhuộm nằm màu ở trên không trung, cũng vẽ viền vàng xung quanh vóc dáng nhỏ gầy của cô gái nhỏ. Nghĩ nghĩ, lại vừa ngưng đầu, đã thấy cô gái nhỏ thật sự. Cố mộ nghiên cảm thấy thời gian, đã nhìn đèn quá lâu rồi, cho nên đã bị hoa mắt Không đợi sợi mắt Thì hứa tư tụy đã đi tới Cũng giống như là anh vậy Cô gái nhỏ cũng là đầy mặt không thể nào tưởng tượng Cứu mạng cứu mạng Là sao lại gặp anh ở chỗ này chứ Đường cách cố một niên Ba ba bước về phía xa Cô không định gọi một tiếng Đàn, đàn anh cố Cố một niên đang ngồi Bởi vậy còn phải sơ mắt nhìn cô Ba giây sau thì liền dập tắt điếu thuốc trong tay Mà ưm một tiếng Rồi lại không nói gì khác cả Nhà của anh ở chỗ này sao? Hứa tử tuệ hòa hoãn không khí Cô hiện tại Vẫn còn đang trong tâm tâm tình Là kỳ quái Nửa kinh ngạc Nửa kích động không thể hình dung Ừ Sau khi nói xong Anh lại đứng lên Em vừa mới dặn lại đây sao? Trước kia chưa từng nhìn thấy cô bé này Đúng vậy, hôm nay em vừa mới chuyển đến đây. Cố một nhiên gật gật đầu, vừa định nói cái gì, thì cách đó không xa, truyền đến tiếng gọi của mẹ hứa. Đại tệ tuệ, lấy xong đồ thì nhanh chóng đi lên đây nhé. Anh đưa mắt nhìn hứa tư tuệ trả lời vâng, rồi sau đó nhanh chóng nói, tạm biệt đàn anh với anh. Rồi sau đó, cô chạy trốn như bay vào trong thang máy. Lúc này cố mộ nhiên có chút trì đột Chờ bóng sáng của cô bé biến mất Thì mới hậu trì phơ sắc Mà nâng tay của mình lên Sau đó cầm lấy cặp sách ở trên ghế dài Đem mấy điếu thuốc trong tay Vào thông rác ở phía bên cạnh Rồi sau đó cất bước lên tầng Đêm đến Bên ngoài trời vậy mà lại đổ mưa Ánh sáng trong phòng của hứa tư tuệ Giống như ánh nắng mặt trời Cô ngồi ở trên bàn học Đôi tay tựa vào cầm Nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ Nhà mới ở tầng 9 Tổng cộng có 16 tầng Có thể đoán nhà Cô cố mộ nhiên ở giấy tầng nhà cô Dân vận thật sự là một thứ kỳ diệu Nói như vậy Cô và anh còn rất là có duyên đi Vợ tư tuệ không nhịn được Mà nhìn về phía quyền vở Đặt ở trong hộp thư giữ kín của mình kia Vẫn lôi ra Mà mở ra một tờ mới Ngày 24 tháng 10 Năm 2011 chuyên nhà Trở thành hàng xóm với anh rồi ra một tờ đề thi để ở trong ngăn kéo rồi bắt đầu tranh nhau cùng với toán đọc bởi sáng ngày hôm sau mẹ hứa không gọi hứa tư tuệ rời giường sớm như là mọi khi gia viên minh đặt cách tam trông rất là gần đi bộ đến trường là được rồi bây giờ đúng thì đồng hồ báo thức Cô hứa tư tuệ liền đã vang lên cùng vang lên còn có tiếng nói của cả mẹ hứa nữa Tuệ tuệ con mau dậy đi Hứa từ tuệ khó khăn Mà mờ bưng mắt ra Hai mắt khép kín mơ mơ màng màng Mà đi pha trong nhà vệ sinh Sau khi ăn xong cơm sáng Thì đã là 7 giờ rưỡi Vừa vặn có thể đi được đến trường Lúc ở cửa nhà thay giày Cô liền đã nghĩ ngợi Có thể gặp được đàn anh cố hay không nhỉ Rất nhanh Cô đã liền đánh cái ý tưởng này Cô nghĩ có thể gặp được đàn anh cố thì thật sự là vô cùng khó khăn đi. Lớp hai có tiết tự học từ rất sớm, còn sớm hơn lớp 11 nửa tiếng nữa, cho nên cô sẽ không thể nào chạm mặt với anh được. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng khi hứa tư tuệ đi xuống thang máy, thì vẫn có một sự cảm kỳ diệu rằng giây tiếp theo thang máy mở ra, cô có thể nhìn thấy cố mộ nhiên. Sự thật chứng minh, sự cầm cô cô gái nhỏ Luôn là vô cùng chuẩn xác con số màu đỏ dừng lại ở số 6 Cánh cửa thang máy được mở ra Thiếu niên trong suy nghĩ buổi sáng Ngậm túi sữa bò cất bước đi đến Hứa từ tuệ Nghĩ gì được vậy thật là tốt mà Cố một nhiên Nhìn cô bé có gương mặt hơi cứng Mà mở miệng trước Chào em Chào đàn anh Hứa từ tuệ nhẹ giọng tất tính đáp lại Hai học sinh cớ như vậy mà dựa vào hai vách tường quả thang máy chờ thang máy đi đến tầng 1 đinh một tiếng cánh cửa được mở ra vừa tư tuệ bước nhanh về phía trước chờ nói tạm biệt học trường ra khỏi miệng thì đã bị cố mộ niên dạy tay kéo mạnh về ngón tay than dài của nam sinh cầm lấy túi sữa bò cùng nhãn hiệu với loại mà anh vừa mới uống đã ăn cơm chưa cố mộ niên cất tiếng hỏi em đã ăn rồi Hứa tư tuệ nói xong Thì cầm lấy sữa bò ở trong tay trả lại Lấy như ăn rồi Thì cũng uống đi để cho chóng lớn Sau khi nói xong Thì xua xua tay Rồi sau đó đi ra khỏi thang máy Hứa tư tuệ Nhìn theo bóng sáng nam sinh rơi đi Chầm chầm ba giây Sau đó cất túi sữa bò còn ấm nóng vào trong túi Rồi nhanh chóng đuổi theo Yêu thầm Thời niên thiếu thần túy lại tốt đẹp Người ta cho bạn một chút ngon ngọt bạn đã cảm thấy là có được toàn thế giới này. theo thần lao đầu vào lửa không hề chối từ. Hai người sáng vai đi ở trên đường đến trường. Trên đường đương nhiên sẽ có nhiều nhóm đàn em lớp 10, 11. vừa tư tuệ vẫn không nhịn được. Đàn anh à, anh đi muộn như vậy mà không bị mắng ư. Cố một niên chỗ mắt nhìn cô gái nhỏ dưới ngực của mình. Tự nhiên muốn trêu chọc cô, mà cất tiếng trả lời. Bị mắng quen rồi là tốt. Hứa tự tuệ nghe xong thì ngớ người ra Nhưng mà trong lòng của cô hiểu rõ có một niên sẽ không bị mắng Lớp 12 và 11 Ở khu dạy học khác nhau Hai người tách ra ở cổng trường Đừng có quên uống sữa bò đó có một niên cắt lời nhắc nhở Dạ vâng ạ à. vừa Hứa tự tuệ vẫy vẫy tay Nhìn anh đi vào khu dạy lớp học 12 Tối ngày hôm qua Trời qua rất là vui vẻ Bởi vì lấy một túi sữa bò ấm Vừa tư tuệ nghĩ Cô thật sự là quá mức tham lam Thế nhưng bây giờ Cô đã mắt chờ Đến ngày mai là có thể gặp được anh rồi đi Tại lớp 11 Nam Trung Điều hòa và quạt đều đã được mở ra Cho nên phòng học không hề còn cảm thấy nóng nữa Không khí Lưu thông làm cho người khác cảm thấy rất là khó chịu Hứa tư tuệ tan học Lên đã đi vào trong phòng học Nhận nước với tô chỉ sau trong nhé mắt Về phía phòng học kia thì thực sự là rất sảng khoái Hai cô gái một chốc một sau Quy quy của cổ Đi đến chỗ ngồi ở trên ghế Đương nhiên cũng chỉ là quy quy của cổ Ở phía là bên ngoài mặt thôi Chân của hai người Ở phía giấy bàn đầu đá Không có tiếng động Một chân của tôi chỉ sao, Đạp trên mô bàn chân của hứa tư tuệ Hứa tư tuệ không nhịn được kêu lên thành tiếng Ngồi ở phía sau lại chậm chi chi đưa tờ khăn giấy. thành Xuân à, thật đúng là tốt nha. Giáo viên của các khoa học lớp 11, học kỳ sau đang chuẩn bị cho lớp 12, đánh tiếng trước với học sinh của lớp 11. Từng bộ bài thi làm đầu cho mọi người ngất ngưởng, cộng thêm không khí lưu thông, làm cho hứa từ tuổi có một loại ảo giác rằng mình thật sự là đã phát sốt. Nhưng không phải là ảo giác, cô thật sự là đã phát xuất thật. Sau khi là ăn cơm tối xong, cô liền nằm bò ở trên giường. Ở trong đầu là những công thức hóa học chi chít. Càng nghĩ càng lặn, càng nghĩ thì lại càng cảm thấy đúng là bị làm phiền mà. Cuối cùng cứ như vậy mà ngủ mất. Ngày hôm sau tỉnh lại thì đã là hơn 9 giờ. Cô lặng lặng nằm ở trên giường, nghe phòng bếp phát ra âm thanh nấu canh. Cứ cảm thấy như vậy cũng khá là tốt. Có bạn bè thật đúng là tốt mà Người nhà yêu cô Cùng với người cô thích Tôi chỉ sao giữa trưa gửi tin nhắn Hỏi tình uống của cô Sau khi giải thích Thì cô lại ngủ thêm một chút nữa Cô thật sự là ngủ bồ Những ngày không ngủ đủ Trong thời gian học lớp 11 ngày hôm nay Nói như thế nào nhỉ Nhưng mà quá mức sung sướng Tới buổi tối thì liền không đẹp được như vậy nữa Trong đầu cô cô Vẫn còn đang trong trạng thái là nữ ngọc tử đang cảm từng chữ văn học đọc thuộc ai mắt đi xa xa phía ngoài cửa sổ đúng là giữa hè thời tiết nóng nực bởi vì phát sốt cho nên mẹ cô không để cho cô mở điều hòa cô hiện tại có thể nói là đang vô cùng khó chịu cô đi về phía cửa sổ mở cửa sổ ra duỗi đầu ra ngoài cửa sổ nhìn mặt đất ở phía dưới nhưng phía dưới chính là cây đèn đường đó là nơi lần đầu tiên cô và anh vô tình gặp nhau. đứng ở phía dưới tầng, anh đang làm đề thi đại học bao năm qua. sau khi làm một đề, ném bút ở trên bàn giải toán, dựa lưng vào thành ghế, gương mặt nhìn ra bên phía ngoài cửa sổ, đêm hè yên tĩnh lại thâm sâu, rất khó không để cho người ta nghĩ đến người mà mình muốn gặp. đột nhiên anh nghĩ đến cô, rất không hiểu được vì sao lại nghĩ đến như vậy. Nhà đầu này cũng không biết đang làm cái gì ở trên tầng Hai người cách ba tầng Tận lớn đến nhận nhau Có thứ gì đó Giống như cuối cùng cũng không thể giấu được Thời gian trôi qua rất nhanh Nhảy mắt đã đến ngày mùng 7 tháng 6 Thì đã đến thời gian để mà thi đại học Mấy năm săn khổ học tập Chỉ bởi vì Không muốn lưu lại sự nuối tiếc Học sinh lớp 10 và 11 Đều đã nghỉ Cô thức dậy thật là sớm đi xuống cửa hàng bánh kem mua sữa bò cùng với bánh mì đứng ở bên cạnh đèn đường ở phía dưới để mà chờ đợi một lát sau thì tiếng của người phụ nữ liền đã truyền đến đừng có lo lắng cha con và mẹ sẽ ở bên ngoài để mà chờ con sau khi mở cửa ra thì hứa Tự tuệ lên lễ phép cất tiếng chào hỏi con chào cô chú ạ à. tuệ tuệ sao lại dậy sớm như vậy cơ chứ Hứa Bình cười cười cất tiếng trả lời vân dĩ cô gái nhỏ rất là ngoan Thường xuyên qua lại Luôn gặp được ở trong thang máy liền hiểu chuyện như vậy Dạ, hôm nay tự nhiên dậy sớm một chút ạ à? Vừa tự tuệ vừa nói Vừa nhìn về phía của cố mộ nhiên Anh cũng đang nhìn về phía của cô Vừa tự tuệ vội vàng rồi đi tầm mắt Bắt tự nhiên Mà sách túi ở trong tay Mày đừng nói chuyện đi Cô chú sẽ lên xe để mà chờ Cho đến khi mấy phụ huynh đi rồi có mộ niên quét mắt nhìn đồ vật Trong tay của hứa tư tuệ Rồi sau đó là cất tiếng chế nhậu Là đưa bữa sáng Cho anh trai hay sao Hứa tư tuệ chỉ muốn nói anh cố lên Cũng không để ý đến sưng hộ Anh trai này Cô đưa túi bánh thì cho cố mộ niên Tiếng nói nhỏ nhỏ bình thường Nhưng ngày hôm nay Lại phá lệ to lớn vang dội Cố lên ạ. À. Cố một niên quấy đầu mà nhìn hứa tư tuệ ở phía trước mặt. Trong mắt của cô, cô gái nhỏ có ánh sáng. Nhìn qua thật sự là vô cùng đáng yêu nha. Cảm ơn em nhé. Nói xong thì liền duỗi bàn tay, mà xoa xoa đầu của cô. Vừa tư tuệ, liền la vội vàng xô đẩy rồi sau đó cất tiếng từ chối. Em đi đây. đầu bài thi trước 20 phút. Cố một niên buôn bút trong tay xuống rồi sau đó sương mắt mà nhìn xa phía bên ngoài cửa sổ. Cây thật là xanh, trời thật là trong, rất là an tĩnh. Trong lòng của anh bắt giác cũng cảm thấy vô cùng là mềm mại. Hứa từ thuệ mang bữa sáng cho cố mộ niên 4 ngày, cho đến tận khi kết thúc kỳ thi đại học. Cố mộ niên cứ theo lễ thường, thấy cô ở bên cạnh đèn đường, thì cất bước đi qua. Làm sao thế? Hôm nay không có bữa sáng sao? Hứa thừa tuệ liền cắt tiếng trả lời Không phải ngày hôm nay anh đã thi xong rồi sao Thì xong rồi Là không có nữa Nghe thấy vậy cố mộ nhiên hư cười Thôi được rồi Mỗi lần anh đều là dùng lạnh ngữ khí Và lời nói như vậy Cô nghĩ ngợi yên tĩnh trong chốc lát Thì liền cắt tiếng hỏi Anh muốn thi vào đại học nào Hứa thừa tuệ liền mờ miếng có một nhiên không một chút do sự Mà trả lời Đại học Nam Kinh Muốn ở lại đây sao Ừ, người nhà đều ở bên này Có một nam có chút tò mò hỏi Em thì sao, định thi vào đâu Hứa từ tuệ có chút không biết phải làm sao Người như cô Vẫn luôn không có ý tưởng gì quá lớn Có thể thi vào một đại học không tuổi Cũng đã rất là tốt rồi Em cũng không biết nữa Trước khi em muốn đến đại học Là công thương chết sáng ở bên kia Nhưng mà hiện tại thì không phải còn thời gian một năm nữa Cũng nên ngắm lại đi Ừ, một lát sau có một nhân lại mở miệng Đại học Nam Kinh thì không tốt sao Không phải là không tốt Mà là thành tích của em không quá đủ Cô gái nhỏ Con rất là thẳng thắn thành khẩn nói Có một niên nghe vậy thì cái cười trêu trọc Vậy làm sao lại không nỗ lực học tập chứ Cô cũng rất là muốn nha Nhưng không phải tất cả mọi người Đều là lợi hại giống như anh vậy Nhắc đến cái này thì hứa tử tuệ liền có một chút khô héo. Nhưng mà có đôi khi nỗ lực cùng với thành kích kém xa nhau. Em có một chút là không học được. Nhắc đến cấp ba, mỗi người đều có một chút ít chuyện khổ sở này. Có người là buồn đối tượng, có người thì buồn cuộc sống. Nỗi buồn của cô chính là học tập. Thành tích lúc cao lúc thấp ép cô đến mức là có một chút không thể nào thở nổi. Tựa như là không thể nào thông suốt. Học như thế nào cũng sẽ không học được vật lý. Cố một niên hiến kia trăm mặt, quen nhau sớm một chút thì tốt rồi, ít nhất sẽ không nói được nên lời như là bây giờ, và cái gì cũng không làm được. Anh không có cách gì để mà giúp cô. Đại học Nam Kinh và Tam Trung cũng không cần, gần như cách nhau là hơn nửa thành phố. Một lúc lâu sau, cố một niên liền nhẹ giọng nói, tận lực là được, cũng đừng quá mức mịt. Vừa tựa tuệ cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp áp trên đỉnh đầu thì nhẹ nhàng chớp mắt đồng ý em biết rồi ạ rất nhiều năm về sau hứa tử tuệ cũng không quên được ngày đó bởi vì cô thật sự đã khóc thiếu niên lôi va hành lý chậm rãi đi sang ngược ánh hoàng hôn ngồi trên xe đi đến phía nam thành phố trước khi đi còn cho cô một mảnh lá bạch quả hứa tử tuệ nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó một mình cô trốn trong ổ chăn lén khóc khóc đến mức không thể nào thờ nổi lại không dám quá mức lớn tiếng nhưng cô cũng thật sự rất là vui vẻ bởi vì mặt trái của lá bạch quả viết một hàng chữ không cần từ biệt hẹn gặp lại người muốn gặp không gặp được ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua bắt đầu từ khi khai rằng năm lớp 12 hứa từ thủy, vẫn luôn đeo kính tiểu thuyết truyện tranh thường ngày hay xem cô cũng đều đã nhét trong ngăn tủ. Mỗi ngày, đều là không thể ý đến chuyện bên ngoài. Chỉ là một lòng, muốn đọc sách Khánh Hiền mà thuê Tôi chỉ sao cũng rõ ràng đã thù liễm đi nhiều hơn. Có đôi khi, là đi học nghe rằng còn nghiêm túc hơn cả hứa tư tuệ. Mọi người đều đang ra sức tiến về phía mục tiêu của mình. Một lần nữa, cố một niên quay trở về chính là kỳ nghỉ đông. Ngày 30 Tết, Hứa tờ tuệ mặc một chiếc áo lông vũ dài trắng Ở dưới tầng của khu nhà Để mà chờ đợi cố mộ niên Gió lạnh mùa đông ở thành phố phương Nam Không lạnh thâu xương như ở phương Bắc Nó là cải cảm giác Lạnh miên man lan vào Trong tường xương cốt. Lan ra phơi vẻ Cho nên sinh đau Trong tay cô cố mộ niên Xách theo một chiếc hộp nhỏ đi xuống Hai người gọi taxi đi đến McDonald's Trong tay của hứa tư tuệ cầm ly cà phê nóng hồi một cách cẩn thận thường thường lại nhấc mắt nhìn cố một nghiên thêm một vài lần con người cảm giác thật đúng là kỳ quái lúc là không gặp được thì hận không thể bay đến gặp anh để mà nói chuyện cho đến khi gặp được thật lại trở thành người cân đây là lần đầu tiên sau khi hai người gặp mặt nói thật lâu thật lâu lâu đến mức là bây giờ cũng không còn gì để nói nữa Vừa từ tuệ ở trong tối ngoài sáng Vẫn nhận được tin tức anh không có bạn gái Cố một niên đưa điện thoại vào cái hộp qua Là quà tặng năm mới ư Vừa từ tuệ gật đầu Rồi đè nặng âm thanh nói Cho em sao Cố một niên bật cười Hiện tại em có thể mở ra ngay Ở trong đó là một quả cầu thủy tinh Bên trong có một con mèo cam Màu sắc ở bên trong lé sáng Theo động tác lắc lư của hứa tư tuệ Thật sự là rất xinh đẹp Cảm ơn đàn anh ạ à. Nói xong thì cả hai người đều yên lặng Đàn anh ư Hứa tử tuệ tự mắng cho mình một trận Cố một niên ngồi thẳng người Kéo ghế dựa ở phía trước Nhìn hứa tử tuệ Để lại về sau gọi là được Hứa tử tuệ nhìn ý cười Không ngăn được ở trong mắt của người này Làm trong mắt của cô như muốn lên men Làm sao không sợ hãi Sợ xếp dạng Cô chính mình tụt xuống Sợ mình không thi được vào đại học Nam Kinh sợ mình không gặp được người mà mình muốn gặp. Cho nên cô không dám hứa hết điều gì cả. Nhưng mà cô thật sự là rất tận lực. Cố một nhìn à? Hứa thừa tuệ nhìn lại. Nói thật em thật sự rất muốn đến Đại học Nam Kinh. Ngữ khí chứa đựng một sự nghiêm túc chưa bao giờ có. Xếp hạng hiện tại của em tiến bộ rất nhiều. Mỗi ngày đều nghiêm túc nghe bài rằng buổi tối về em cũng sẽ làm đề. Em sẽ nỗ lực. Anh đợi em vừa tư tuệ cảm thấy mình có một chút ở phía trên lời nói cũng có thể nói ra kiểu như vậy cà phê này chắc chắn là có cồn rồi đi ừ có một niên lặng lặng lắng nghe đến cuối cùng phát hiện ra trong âm thanh của vừa tư tuệ mơ hồ có một chút nghẹn ngào thì mới phát ra tiếng anh chấp nhận yêu xa vừa tư tuệ nghe vậy thì sừng sốt có mộ niên tiếp tục nói không phải anh đã nói rồi sao không cần có áp lực quá lớn Ai nói nhất định phải đến cùng một trường đại học Mới có thể nói chứ Tiếp tục kiên trì Còn có một học kỳ Không phải em nói em thích đại học công thương chết giang hay sao Anh nhìn đẹp của em chắc chắn Sẽ không có vấn đề lớn Tệ tệ à Em cũng không cần bởi vì anh Mà phải thay đổi bất cứ một quyết định gì của mình cả Hứa từ tuệ từ chối theo bản năng Em cũng không phải đặc biệt Là thích đại học công thương ở chết giang. Em cũng sẽ không bởi vì ai Mà thay đổi quyết định của mình Em nghĩ là bởi vì Em thích anh Cho nên chỉ muốn đến trường của anh Hứa tư tuệ cảm giác Trong lòng của mình có một người nhỏ Đang nhảy loạn khoe khoang Ừ, anh cũng thích em Cô nghe thấy anh nói Em biết Một cách khi anh cho cô chiếc lá bạch quả kia Thì cô đã biết Nhưng mà chính tay Nghe thấy người mình thích nói cũng thích mình Loại cảm giác này vẫn rất là lạ lạ nó vô cùng vui sướng Qua đêm giao thừa Hứa tư thuệ gửi đếm ngực cho cố mộ nhân Ở trên que vô Đàn anh năm mới vui vẻ nhé Không cần trả lời Em đi làm đề đây Đang ở phía dưới lầu Cố mộ nhân Đang cầm điện thoại có hàng chữ tiếp theo Im lặng cả nửa ngày thì đều xóa hết Cuối cùng đáp được một câu Được Hai hạt mầm giống nhau Đều đang từ từ nảy mầm Ở trong lòng của hai người nắng vàng còn vừa vặn chờ đợi này mầm. Không vậy, chúng ta sang năm sẽ được gặp lại. Thời gian nghỉ đông của lớp 12 cũng không có dài. Trải qua năm sau không mấy ngày, nhóm của hứa tư tuệ đều phải quay về trường học. Cố một niên ở bên cạnh cô gái nhỏ mấy ngày. Qua không lâu cũng đã trở về Đại học Nam Kinh. Hai người ở trong ngắn ngày thì lại tách ra. Thời gian tự như là nước chảy, một đi không quay trở lại. Mỗi ngày hai nơi sinh hoạt có trình tự mà tiến hành Đào mắt đã đến kỳ thi đại học Mẹ hứa và cha hứa sáng sớm đã bận rộn Xác nhận đi xác nhận lại Không có đồ vật gì thiếu Mới đưa hứa tử tuệ đi đến trường thi Thế sinh tam trung thì ở nhị trung Nhị trung ở phía thành bắc Cách xa viên minh đạt rất xa Ước trình hành trình của 20 phút đi xe Sau khi Là đến nhị trung hứa ừ, tờ tuệ đứng ở cửa mà nhìn xa xa xung quanh anh sẽ đến trước. chỉ chốc lát sau thì bóng dáng của người đàn ông đã xuất hiện trong tầm mắt của cô ở trên đường kè xe cố một nền đi được nửa đường thì xuống xe chạy đến còn may là không đến muộn hứa ừ, tờ tuệ nhìn anh cầm theo ô che mưa đi đến có lẽ là cảnh mưa quá mức mông lung không khí có hơi nước nên trong mắt của cô có chút chua sót Cố mộ niên mặc chiếc áo khoác màu đen Chậm rãi đi đến trước mặt của hứa tư thụy. Lúc này tiếng mưa rơi một cách yên lặng Mọi âm thanh cũng đều im lặng Xung quanh là một mảng an tĩnh Thế giới chỉ còn lại hai người Hàn tư thủy muốn nói điều gì đó Mở miệng thở dốc Thế nhưng lại không phát ra được âm thanh nào Quá lo lắng rồi Cố mộ niên Đặt ô ở trên mặt đất Giọt mưa tàn lưu ở trên người chảy dài xuống Đừng lo lắng Anh sẽ ở bên ngoài đợi em Lời nói này thật sự là quá mức cảm động Anh ở bên ngoài đợi em Cố mộ nhiên Anh có biết không Có được những lời này của anh Em sẽ trực tiếp là trở thành một siêu nhân đó Cảm ơn anh rất nhiều Không có lo lắng Em đã chờ rất lâu rồi Hứa tựa tuệ nhìn anh Mà mìm cười nói Hứa tựa tuệ cảm thấy Ở trên người cổ cố mộ nhiên Có một loại cảm giác rất là đặc biệt làm cho người khác không tự chủ được mà tin tưởng anh ý lại vào anh anh đứng ở đó dường như muốn nói với cô lại đây anh là mặt trời của em anh là mặt trời của em em phải sống hướng về phía ánh nắng mặt trời đó cố một niềm nhìn bóng dáng của cô gái đi vào trong trường thi mà không khỏi nghĩ đến năm trước năm trước khi anh thi đại học trong lúc này mỗi buổi sáng cô đưa cơm sáng cho anh năm nay cô thi đại học anh chở cô ra khỏi trường thi hứa tự tuệ làm bài thi còn xem như là thuận lợi sau khi trả lời xong đề lớn cuối cùng cũng nên bắt đầu kiểm tra lần đầu tiên cô vô cùng cảm ơn mình dùng bút và viết xong một quyển sách quá trình là tốt thì kết quả cũng sẽ không tệ vào ngày kết thúc kỳ thi đại học tôi chỉ giao cùng với mấy nữ sinh cùng lớp đã ôm cô kéo thành một nhóm mà khóc lóc đoạn thời gian áp lực học tập lớn nhất kia. Vương Nam là người đầu tiên hỏng mắt. Vừa tự tuệ nhớ rõ, thời tiết hôm đó rất lút. Ánh nắng chiều chẳng phẳng bao phủ trên không trung quả tam trung. Cả không khí đều có thêm một phiêu tư màu vàng. Hôm đó cô đến kỷ sinh lý, đau đến mức khó chịu. Sán đổi dự ấm ké vào trên bàn để làm đề vật lý. Đột nhiên, vị nữ sinh ngồi trước bàn trực tiếp nằm liệt ở trên bàn và khóc lên âm thanh từ thấp trên cao giống như là một hiệu ứng gì đó mấy nữ sinh trong lớp cũng bắt đầu khóc liên tiếp nghe của cả tôi chỉ giao cũng có một chút khụt khịt nhưng mà hứa thư tuệ không khóc hình như cô đã quen thậm chí là chết lặng nhưng mà ngày hôm nay mấy cô bé cùng nhau khóc đến mức không thể nào thở nổi lần khổ sau này chính là để nói lời tạm biệt với cuộc sống của lớp 12 hai Bài thi hãy cút đi Vứt hết xếp hạng đi Vứt hết để vật lấy đi Tất cả đều biến mất Việc sai vào nhất Không có gì hơn là việc chờ điểm Nói không lo lắng thì chính là giả vừa tự tuệ cảm thấy chính mình Vẫn luôn đều đặt Tâm thái rất là bình tĩnh Cố một niên cũng vẫn luôn nói với cô Bảo cô đừng quá mức lo lắng Buổi tối trước một ngày có điểm Cô vẫn không có tiền đồ mà mất ngủ Rạng sáng 4 giờ hứa tự tuệ trở mình nhìn chăm chăm vào kim đồng hồ báo thức ở trên tường hai mắt đăm đăm cầm lấy chiếc điện thoại muốn gửi tin nhắn cho cố mộ nhiên nhưng mà lại nhìn thời gian cảm thấy như vậy cũng không tốt lắm không chỉ không tốt còn trực tiếp để lộ trái tim nhỏ của cô ra cô nhớ rõ lúc ấy cố mộ Niên từ sau khi kết thúc thi đại học đến lúc có điểm rồi đến lúc thu thập hành lý đi học đại học cũng đều là bình bình đạm đạm Trái tim lớn kia của anh Làm cho hứa tư tuệ có một chút công phục Có cái gì mà không ngủ được Nhắm mắt lại là có thể ngủ được mà Sự thật chứng minh Tự mình thuyết phục vẫn là có ích Một giấc này của hứa tư tuệ Là trực tiếp ngủ đến 9 giờ rưỡi Cho đến khi lại mở mắt ra Thì trong lòng của hứa tư tuệ lột bột một tiếng Hỏng rồi Nhanh chóng lấy điện thoại Tiền nhắn ở phía trên cũng chỉ có một dấu dưỡi chấm than của tôi chỉ giao. Hứa tư thủy, mình là tôi chỉ giao. Thi đậu, có bao nhiêu điểm? Đối với thành tích, tôi chỉ giao tiến nhiệm hứa tư tụy trăm phần trăm. chưa cần phát huy bình thường, cô thi vào Đại học Nam Kinh cũng không có vấn đề gì cả. Tôi chỉ giao từ cấp 2, đã học trung trường với hứa tư Thụy, Hai người chơi với nhau cho đến tận bây giờ. Cô ấy chưa từng nhìn thấy hứa tư tuệ thích ai Nhưng mà bắt đầu từ lớp 12 Hứa tư tuệ Liên loáng thoáng tắt ra manh mối công thích hợp Cuối cùng vào học kỳ 1 Còn năm lớp 12 Giới sự là liếm lì lượm của tôi chỉ giao Hứa tư tuệ đã nói hết tất cả Sau đó tôi chỉ giao hối hận một lần Vì sao mình lại lắm miệng Muốn hỏi ra chuyện ngược cầu như thế này Nhưng mà cô ấy Cũng rất là cảm khái Hứa tư tuệ nói ra chuyện đó làm cô ấy nhìn nhiệt huyết đều rơi trào, thậm chí là sinh ra một loại tự tin mê tín, mình có thể thi đại học với số điểm 600 cộng. Kéo tiền nhắn xuống dưới, còn có tiền nhắn của phương Nam và mấy nữ sinh khác ở trong lớp gửi đến, đều là đang hỏi thành tích của cô. hứa thừa tuệ vào giờ phút này, hoảng loạn sơ này chưa từng có. Loại hoảng loạn này bay lên trên đến đỉnh cao sau khi cô đọc tin nhắn của cố một nhiên gửi đến từ hai tiếng trước. Thành tích có rồi thì nói cho anh một tiếng, đừng lo lắng. Tay chân của cô bắt đầu đồ mồ hôi lạnh, tim cũng bắt đầu đập xa tốc, điện thoại cũng đều sắp không còng nổi. chơi chính là tim đập. Hứa từ thụy mặc xong quần áo, vào trong toilet trở mặt, cho đến lúc cô vào phòng bếp, lấy đồ ăn ra, thì đã nhìn thấy cha hứa và mẹ hứa ngồi ở trên sofa, mắt nhìn thẳng về phía cô. Vì thế, 5 phút sau, vừa tự tuệ ngậm cây túi sữa bỏ, ngồi ở giữa sofa mở máy vi tính ra, nhập số báo danh của mình vào. Ba người ngồi song song bên cạnh bàn trà, hai mắt đều gắt cao, mà nhìn màn hình chăm chăm. Vừa tự tuệ cảm thấy mình hiện tại, chính là ngón tay không thể rưỡi ra được, con chuột chậm chạp không thể ấn xuống được. Lúc này, bà cầm lấy tay của cô ăn xuống Cạch cạch một tiếng giao diện máy tính cắt mắt hứa từ tuệ nhanh chóng nhắm chặt mắt lại cô nghe thấy cha mình đang cười tệ tệ à con tự mình nhìn một cái đi ngữ điệu của mẹ cô còn tính là vững vàng nhưng lắng nghe thì có thể bắt được sự hưng phấn cố tình đè nặng hứa từ tuệ chậm rãi mở mắt ra số sáu mở đầu như vậy là ổn rồi sau đó là một tràng tiếng cười Ba người một nhà ôm nhau cười điên cuồng không thôi Tuy rằng rất là kỳ quái Nhưng thật sự là vô cùng kích động Đây Cũng quá là con mẹ nó Làm cho người ta phấn cười rồi Hứa tư tuệ lấy thành tích Là 689 điểm Chính thức trúng tuyển vào Đại học Nam Kinh Cũng không nhớ rõ Ngày đó cô nói cho cố mộ nhiên Biết chuyện này là như thế nào Cô chỉ nhớ rõ Cả người của mình sống như bay lên trời dẫm lên trên đam mây cả ngày đều trong một loại cảm giác không chân thật giống như là mộng ao vậy ngày hôm sau hứa tư tuệ và tôi chỉ sao cùng nhau đi ra ngoài đi dạo vào lúc giữa trưa có mộ niên đã gửi cho cô một tin nhắn quy chắc hôm nay có muốn ra ngoài ăn cơm không hứa tư tuệ dương mắt mà nhìn về phía của tôi chỉ sao tôi chỉ sao sau khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương vô cùng của cô nên biết chuyện này lại như thế nào Thôi đợi rồi đợi rồi Mau đi đi Mình phải về nhà ngủ Tôi chỉ giao đã quen Cũng dần dần chết lặng Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên Cô trọng sắc khen bạn như vậy Sao sao à Hôm nào mình mời cậu ăn cơm nhé Hứa tư tuệ cười tùm tìm nói Được không thành vấn đề Tạm biệt Hứa tư tuệ Ở cửa của công viên Thúy Sơn Nhìn thấy cố mộ nhiên Ngày hôm nay anh mặc áo sơ mi màu trắng Cùng với là quần dài màu đen khi chất thiếu niên mười phần trẻ trung rất là có hương vị của mùa hè nước soda quýt và kem quả đào toàn là vụn băng hứa tơ tuệ nhìn váy của mình ngày hôm nay mặc thật là đẹp hai người đi đến một quán lẩu mới mở ánh đèn màu ấm áp chiếu lên trên bàn gỗ đặc có một niên cho tôm non vào trong người hứa tơ tuệ rót nước chanh cho anh chờ cho đến khi khai rằng chúng ta cùng nhau đến trường học Cố mộ niên dâng mắt mà nhìn hứa tư tuệ Hứa Từ tuệ bắt được một từ Đó chính là cùng nhau Cuối cùng cũng đã chờ đợi được đến ngày này rồi Bọn họ có thể cùng nhau Là học tại một trường đại học Được hứa Từ tuệ cất tiếng trả lời có mộ niên cắp một miếng da bò Đặt vào trong bát cho cô Cô muốn nói điều gì đó Nhưng rồi sau đó lại nghẹn lời lại Hứa Từ tuệ nhìn bộ dáng Muốn nói rồi lại thôi quả anh thì mở đầu ra rồi sau đó nhẹ giọng Đàn anh Là muốn nói điều gì sao Hay là sau khi ăn xong Chúng ta đi đến công viên trò chơi đi Vào lúc cố mộ nhiên Nói ra những lời này Thì vừa lúc cầm lấy rau sơ thịt nguội Đặt vào trong nồi nhúng Động tác này của anh Liền có một chút gì đó Giống như là cố tình che giấu vậy Nước xuất cay nóng Ở trong nồi rồi lên ủng ục Nổi lên cả bong bóng Vừa tờ tuệ cảm giác có một chút buồn cười Quá là không tốt Cô vẫn rất là biết quản lý biểu tình cơ mặt của mình Trừ phi là không nhịn được có một niên dâng mắt Cô gái nhỏ đối diện đang cố gắng nhận cười trở về Anh nhìn cũng đều khó chịu thay cho cô Cô một niên thậm chí Có một chút cảm giác Mình giống như là con gái Về điểm này Tầm từ thử rất là nhỏ đã bị phát hiện triệt triệt để để Anh thật sự nghĩ muốn là cùng với cô ở lâu trong chốc lát. Ở bên kia, gờ tơ tệ và anh hoàn toàn là không cùng kênh. Đột nhiên phát hiện cố một nghiên dường như là có một chút rất là đáng yêu. Đồng thời cô cũng rất là vui vẻ. Đàn anh, vậy mà lại mời cô đi đến công viên trò chơi sao? Gờ tơ tuệ cảm giác giống như quan hệ của hai người bọn họ lại cần thêm một bước nữa rồi. Khi hai người trở về nhà, thì cũng đã là 6 giờ rưỡi tối. Lúc hứa tư tuệ trở về nhà, thì cô vẫn còn vô cùng lo lắng. Cô cũng không biết cha mẹ của mình là có ở nhà hay không. Rất là cẩn thận mà mở cửa ra. Nhìn thấy phòng khách là một mảnh màu đen. Hứa tư tuệ liền thờ dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc ngồi dưới cửa, để mà thay giày, thì đình đầu thì đột nhiên liền đã sáng người. Vợ mấy ngước mắt lên, liền nhìn đã thấy mẹ đang ngồi ở sofa mà trơ mắt nhìn về phía cô mẹ vừa từ tuệ thường mở miệng để ma thăm dò con còn biết trở về đây hay sao ngữ khí của trần thư nhàn nhạt, nhạt, nói thật con gái của nhà mình thì mình là người hiểu nhất một loạt hành vi của hứa từ tuệ đều đủ để đề chứng thực cô đối với từ từ ở dưới tầng kia là tuyệt đối có hào cảm rồi đi trần thư cũng không phải là một người có phong kiến bảo thủ gì cả. Thời kỳ cấp ba, tình đầu sơ khai, khó có thể ước chế, được cam tình bà cũng có thể hiểu rõ. Vậy cho nên, bà cũng không hề phản đối, con gái của mình yêu đương. Con mau nói thật cho mẹ, có phải con đi cùng với tiểu tử ở dưới tầng kia, ra ngoài hay không hả? Thôi, mẹ cũng đã thấy rồi, hai người các con nắm tay nhau là trở về đó. Cũng không biết, có phải là ảo à giác của hứa tư tuệ hay không cô nghe được từ trong giọng nói của trần thư có một chút cảm giác đáng thương vô cùng giống như là trong nhà đã bị trộm vậy hứa tư tuệ đi qua dợ cần vào mẹ hứa rồi sau đó liền ngồi xuống nhỏ giọng nói mẹ đã biết rồi sao ạ trần thương như người mà nhìn cô mẹ à con thật sự rất thích anh ấy rất thích rất thích ạ à. trần thư nghe vậy cũng không nói gì hứa tư tuệ liền nói tiếp con sẽ không để bởi vì yêu đương mà làm ảnh hưởng tới việc học đâu ạ à. cho nên mẹ không cần phải lo lắng anh ấy rất là ưu tú con cũng sẽ trở nên thật là tốt hơn nhìn hai đứa nhỏ đáng thương này đi bà không nhịn nổi mà bắt đầu nhắc mãi con yêu đương mẹ không thể phản đối ư mẹ chính là sợ có hại với con con vừa mới tốt nghiệp cấp ba kinh nghiệm xã hội căn bản chính là không có họ nữa không thích nói chuyện nếu như bị lừa thì phải làm sao bây giờ hả Mận lấy lỗ hồng này Vừa từ mụ đã nghĩ đến tình cảnh khóc thành chó Sau khi Là bị kẻ lừa đảo cố mộ nhân kia lừa gạt tình cảm Cô nhanh chóng Là lắc đầu Làm cho chính mình Là thanh tình một chút Nhưng mà mẹ nhìn thấy cái tên tiểu tử kia Cũng rất là đáng tin cậy Còn rất là lễ phép Thấy mẹ thì luôn luôn là chào hỏi Bà nhìn bộ dáng cộng lúc này của cô thì liền bật cười. Đúng là con gái lẫn rồi Thì không thể nào giữ được ở trong nhà nữa Ngày khai giảng Hứa tư tuệ đến trường báo danh Cha mẹ hứa sau khi xử lý hết tất cả Lều lại hai người trẻ tuổi Đứng chung ở một chỗ Mà nhìn bọn họ cất bước rời đi Cố mộ niên mở miệng Đi rồi anh đưa em đi đến xem trường đại học Hứa tư tuệ liền nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay anh Rồi sau đó cất lời kiến nghị Hay là chúng ta đi ăn cơm trước đi Cố một nghiên liền cười Đáp một tiếng được Đồ ăn quầy nhà ăn Nam Đại Vẫn rất là không tồi Hứa tự tuệ ăn vô cùng là thỏa mãn Ở trong lòng nháy mắt có thể cảm thấy cuộc sống Ăn cơm ở phương trường này của cô Là có hy vọng rồi đi Sau khi ăn cơm xong Hai người đi dạo khắp nơi Trên đường gặp được rất nhiều bạn học cổ của cố một nhân Anh chào hỏi là từng người từng người một Giờ phút này ở trong phòng ký túc xá là 402 ký túc xá nam. Ai u, bạn cùng phòng tống cao dương, lộ ra ánh mắt mà nhìn hai người, rồi sau đó là nắm tay bắt đầu cho sót. Tòa nói ông chủ cố làm sao? Lại có một ngày có một nhóm em gái cơ chứ? Hóa ra là có giữ lại tay sau sau. Giang giật tà nằm nghiêng ở trên giường, mà không nói một câu nào cả. liền mở mắt ra, phun ra một chữ cút. Ở trong tiếng nói Lược hiện sự lên sự miệt mỏi Có mẹ nó lão răng Cậu làm sao lại đối xử với tôi như vậy cơ chứ Tống cao dương Nhìn thấy trước mắt của răng rực tà Có một mảnh đen nhánh Thì liền đột nhiên là cầm miệng lại Phải lăn đi lộn lại Bởi vì mấy chuyện trách dưới như thế này Một trong số bạn cùng phong Của hứa tư tuệ đến từ Giang Nam Nói chuyện dịu dàng Lúc cô ấy giới thiệu bản thân với hứa tư tuệ Là một cô gái đông bắc tên là Mạnh Ninh Hạ Hai người đều cả kinh đây cũng quá là mềm yếu, quá đáng, yêu rồi. Tôi thích. Đương nhiên lại sai lầm. Các bạn hình tượng phân biệt. Một ngày nào sau đó? Sau khi thấy hai cô, em gái nhỏ mềm mại, chỉ ngô ép một người đàn ông ở trên tường, thì đã không cảm giác lại một chút nào cả. Nói đến hiện tại trước. Hứa tư tuệ, sau khi có một người bạn cùng phòng như vậy, thì tức khắc cũng cảm thấy mình cứng không ít. Tính cách của ba cô gái đến từ các thành phố khác nhau cũng đều rất tốt. Ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng tốt cho nhau. Cùng nhau ăn cơm vào buổi tối. Năm thứ sáu ở bên nhau. Sáng sớm ánh nắng mặt trời chiếu vào bên trong. Hứa tự tuệ lao lực mở mắt ra. Phát hiện ở bên người trống không. Cô mặc xong quần áo. Lại khoác một chiếc áo khoác lông. Đến phòng bếp để mà tìm người. Quả nhiên cố một niên đang nấu phiến mạch. Anh vừa mới tắm rửa xong lúc này đang đứng trước nồi sữa bò tay cháo thì đòi cà muỗng còn tay phải thì lo tóc nghe thấy động tĩnh của cô thì anh quay đầu nhìn thoáng qua hôm nay tỉnh dậy sớm như vậy sao hứa tự tuệ rụi rụi mắt rồi cắt đầu đi về phía bốn lưu ly đang cầm bát đũa phiến mạch sàn lẫn trong sữa bò xoay trào lộc cộc lộc cộc ở trong nồi bong bóng cố một nhìn đóng khóa lạnh bốc ra một bát rồi sau đó đưa cho hứa tư tuệ sau khi giải quyết xong cơm sáng, hai người ngồi ở trên sofa phòng khách để mà xem phim. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng khách, vân sáng kim sắc chiếu lên trên chăn điện ở sofa. Ngoài cửa sổ xoăn ý rào rạt, vặn vặn nảy mầm, năm mới vừa đến, tất cả mọi thứ đều mới. Đây là năm thứ hai bọn họ kết hôn. Bộ phim gần đến lúc kết thúc. Hứa từ tuệ treo ở trên người cổ cố mụn nhân, rồi sau đó nhỏ giọng cất tiếng nói. Thật ra bây giờ em còn có lại cảm giác là không thực tế Giống như là nằm mơ vậy Cố Mộ niên có xuống đầu của cô rồi cười nhẹ Em nói cái gì vậy chứ Hứa tư tuệ chỉ cảm thấy thật là may mắn Cô có hai mặt trời Em thích mùa hè Cô không đầu không đuôi mà cắt tiếng nói Chúng ta gặp nhau vào mùa hè Đó là lúc bắt đầu giấc mộng Cố Mộ niên thua lại ý cười Anh có thể hiểu ý của cô Anh nắm chặt tay của hứa tư thuệ ngẩng đầu tiếp tục xem màn hình tivi một lát sau nói ra khỏi miệng chúng ta còn có rất nhiều mùa hè kinh trần năm xưa nguyện mùa hè vĩnh viễn không ngừng nghỉ tình yêu của hai người vĩnh viễn cuồng nhiệt vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ chuyện tiếp theo.